Ta-da! Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chuyển qua review, không phải là chuyện, nhưng mà nó là quà tặng kèm theo chuyện. Đó là các hộp box set, hộp biến hình Shizuka Kaisen Chúa Hụt Hồi Chiến. Đây là quà tặng kèm theo ngẫu nhiên ở trên các trang web hoặc là có số số lượng hạn chế khi mình mua ship hàng nha các bạn. Đây mình có hai hộp, hộp bên tay trái và bên tay phải, hộp đỏ và hộp đen. Đây là các mặt của bên hộp nha. Đây thì theo khuyến cáo của nhà xuất bản Kim Đồng thì đây có thể đựng được là từ vol 0 cho tới vol 10, tức là 11 cuốn đó các bạn, 11 cuốn đó các bạn. Rồi ở đây mình đã nhét thử một số bộ vô các bạn, đây, một số bộ vô nha. Ở bên đây là có một số bộ không phải của Chúa Hụt Hồi Chiến nha, còn bên đây là mình nhét là 5 cuốn Chúa Hụt Hồi Chiến, 5 bút mắt khác nhau. Ở đây là vol 0, đây là vol 0 của Nhật, này vol 1 của tiếng Việt, đây vol 1 Lý Mịch và vân một của Nhật ha. Ở đây mình sẽ cho các bạn coi so sánh. Đây là các mặt ha, đây mặt ở đây đây mới là cùng mặt nè, đó đây là cùng mặt với nhau nè đó. Chú Hụt Hồi Chiến bên đây, bên Chú Hồi Chiến đựng được 0 tới 10, bên đây cũng đựng được 0 tới 10 nè các bạn. Đó, đây 0 tới 10, đây cũng là 0 tới 10 ha. Rồi tiếp theo là mình sẽ thấy mặt đáy. Mặt đáy của nó thì không có gì, đây mặt đáy của nó không có gì, nhưng mà bên màu đen mình sẽ thấy nó ma mị hơn các bạn. Đó, bên màu đen mình sẽ thấy nó ma mị hơn. Rồi tiếp theo là cái phần mặt bên còn lại đây đó, mặt bên còn lại đây ghê ghê Akutami, đây Chú Hụt Hồi Chiến ha, rất rất là đẹp các bạn. Nó ở đây có một phần chữ nhỏ nè, bên đây cũng vậy, có một phần chữ nhỏ bên đây hay nhìn nó vẫn hơi ma mị hơn ha, hộp đen vẫn ma mị hơn. Đây đựng được từ 0 tới 10, bên đây thì không có ghi đựng từ 0 tới 10 nữa. Rồi ở đây chính là mặt trước của mình, mặt trước của mình ha, để mình đựng. Rồi mình sẽ đi xuống mặt đáy dưới. Đây mặt đáy cả hai thì không có gì hết, nó chỉ là một màu đen đen đỏ thôi. Rồi mình sẽ đi qua mặt trên đây để mình cho các bạn coi mặt trên nha các bạn. Đây mặt phía trên Chú Hụt Hồi Chiến à, này bị ngược rồi, để mình úp lại cho các bạn xem nhé. Đây Chú Hụt Hồi Chiến, đây Chú Hụt Hồi Chiến đó, Chú Hụt Hồi Chiến ghê ghê Akutami 0 tới 10, nhà xuất bản Kim Đồng mình đem vậy, ghê ghê Akutami từ 0 tới 10, nhà xuất bản Kim Đồng ha. Thì hiện tại trên một số trang á, không phải là kênh khóa chính thức Kim Đồng, thì có đặt combo là mua 3 cuốn thường thì tặng ngẫu nhiên một, rồi mua 4 cuốn, mua 5 cuốn, mua 6 cuốn theo tùy theo để theo các shop thôi. Cái shop có thể là mua hàng nhiều về để tăng số lượng bán đi và tặng hộp đi để thu hút qua nha các bạn. Đây mình lại nhìn một lần nữa về các mặt trước nha các bạn. Ở mình rất thích là hình minh họa đây nè các bạn. Hộp này thì nó không có dày nha các bạn, nó mỏng lắm, nhưng mà để đựng sưu tầm cũng là rất là tuyệt vời. Đây hình rất là vui ha, đó đây gấu panda nè, nhìn rất là vui, rất là ngầu. Bên đây là các thầy trò nè, đó thầy Gozo nè, đó nhìn ha, các thầy trò vui đùa rất là vui các bạn. Đây đây hình hình bên đây thì là kiểu như là vui nhộn, đây vui nhộn này rất là vui nhộn, đang đùa giỡn vui nhộn. Còn hình bên đây thì đúng chắc ngầu luôn nè các bạn, đúng chắc ngầu luôn đó, đúng chắc ngầu luôn nha, đúng chắc ngầu luôn này đó. Đây là hai người bạn Gozo và người bạn của mình đó. Còn đây đây là nhân vật chính của mình đúng không, nhân vật chính từ vân một các bạn sẽ biết ha, rồi vân một đây mình biết nhân vật này là gì. Có vừa bên đây cũng là hai nhân vật siêu ngầu luôn nè các bạn, đó siêu ngầu luôn. Cái hộp này nhìn ở ngoài á, lần đầu tiên mình cầm lên mình thấy nó rất là mỏng, rất là mỏng, mình nghĩ nó không chắc chắn, nhưng mà kiểu như mà mình để lên bàn nè, mình để vô rồi á thì mình để lâu hay để chỗ thì ok, nhưng mà để mình di chuyển nó rất là khó các bạn, tại vì xách chuyện ở trong rất là nặng, mà này rất là mỏng, mà mình không cầm này kia cái nó bị sạc bìa hay gì đó thì sẽ rách đi thì rất là uổng nha các bạn. Bìa thì này này mỏng thôi, giấy giấy bình thường thôi, được gấp lại thì gấp cái này cũng dễ thôi, mở ra mở vào rất là dễ nha các bạn. Rồi hôm nay mình review hai cái hộp của CDK Chú Hụt Hồi Chiến tới đây thôi, hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo, nhớ like subscribe chia sẻ giúp mình nha, để mình có động lực ra những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.